Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy vừa bài tập toán lớp 5 tập 1 chân trời sáng tạo. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 42. Thực hành và trải nghiệm phân chia hạt giống. Nhiệm vụ bây giờ cái phần này chúng ta sẽ đọc trong sách giáo khoa trước tí xíu ha, trang 87. Phân chia hạt giống. Nhiệm vụ: phân chia 1 kg hạt lúa thành 2 phần để gieo mạ trên 2 mảnh đất. Biết diện tích mảnh đất thứ 2 thì gấp rưỡi diện tích mảnh đất thứ nhất, và diện tích đất gieo mạ gấp lên bao nhiêu lần thì khối lượng lúa cần dùng cũng gấp lên bấy nhiêu lần. Như vậy là gấp rưỡi. Chúng ta quay qua bên này tí xíu. Có nghĩa là mảnh đất thứ nhất là bấy nhiêu, cái này là gấp rưỡi lên. Gấp rưỡi lên là có nghĩa là chúng ta nhân cho 1,5 hoặc là 3/2. Ví dụ như ở đây là 2 đi ha. Ví dụ như là mảnh đất này, cái diện tích mảnh đất này là sử dụng là 2 kg đi. 2 kg thì cái này là nhân lên. Nhân lên là 2, ta nhân cho 1,5. 1,5 hay là 3/2 á. Đó là về thóc. Hoặc là về diện tích của nó. Diện tích của nó ví dụ như ở đây là tính theo diện tích, ví dụ như là 10 m² hay là 100 m². Diện tích mà để mà chẳng hạn như là 100 m². Thì cái diện tích của này á là bằng là 100 ta nhân cho 3/2 hoặc là 1,5. Đó. Như vậy diện tích nó là bằng bao nhiêu đây? Là bằng là 150 m². Đó. Như vậy cái người ta họ nói rằng cái số kg này của mảnh thứ nhất được bao nhiêu đó chưa biết. Nhưng mà cái mảnh đất thứ hai luôn luôn là gấp rưỡi cái mảnh đất thứ nhất. Đấy. Về cái diện tích cũng vậy và về cái số kg lúa cũng vậy. Bây giờ quay lại thì người ta họ nói rằng chỉ là 1 kg thôi. 1 kg lúa thôi. Thì chúng ta sẽ chia theo 1 kg. Còn cái nãy thầy tính là 2 này là để là ví dụ cho nó dễ thôi. Được không? Ví dụ cho nó cái số nó tròn. Rồi qua đây là tổng cái số kg ở đây nè, tổng số kg ở đây là 2 mà ta nhân cho 1,5 thì chúng ta sẽ bằng là 3. Bằng 3, 2 ta cộng 3 là bằng là 5 kg. Nhưng mà ở đây là người ta họ không có tính 5 kg, người ta tính là 1 kg để chia ra, chia cho 2 mảnh đất. Rồi chúng ta quay lại cái phần chỗ này. Bây giờ người ta họ nói rằng là cái mảnh đất thứ hai gấp rưỡi. Gấp rưỡi là bằng 3/2. 3/2. 3/2 như vậy cái 3 phần này là của mảnh. Mảnh 2. Rồi. Và 2 này là của mảnh 1. Của mảnh 1. Như vậy bây giờ là cái mảnh thứ hai gấp 3/2. Gấp rưỡi là 3/2 á, 3 chia 2 là bằng 1,5 á. Như vậy bây giờ cái bài này là tổng của nó là 1 kg. Tổng của nó là 1 kg, mà bây giờ cái này nó ra về dạng toán gọi là tổng số phần bằng nhau. Như vậy 3 ta cộng 2 là bằng là tổng cộng là 5 phần. 5 phần. Vậy bây giờ chúng ta sẽ tính là 1 phần là bằng bao nhiêu? 1 phần. Một phần thì chúng ta sẽ có là 1 ta chia cho, tại vì người ta họ nói là có 1 kg thôi. 1 kg 1 ta chia cho 5 là bằng là 0,2. Như vậy một phần là 0,2. 0,2 một phần, mà chúng ta sẽ có là cái mảnh 1 đây. Mảnh 1 đây là 2 phần. 2 phần. 2 phần ta lấy 0,2 ta nhân 2 là 0,4. Như vậy con số này mới nãy thầy là lấy nháp thôi. Đây là 0,4 kg.
Và cái mảnh 2 là bây giờ một phần là 0,2 và mảnh 2 nó là 3 phần, nghĩa là 0, cái chỗ này nó là 0,6. 0,6 kg. Nè. Đây tổng cộng chỗ này là người ta họ cho là 1 kg thôi. Rồi, 1 kg để phần. Rồi bây giờ cái mảnh 2 này bây giờ cái số là bao nhiêu? Chúng ta mới mảnh thứ nhất này là mới tính mới nãy là 0,4 kg này. Còn cái mảnh thứ hai nãy nãy mới tính là 0,6 kg này. Đó. Câu 2 chuẩn bị 1 kg hạt lúa khô đấy. Phân chia theo tỷ lệ đấy. Dụng cụ cân túi đựng lúa sau khi cân. Rồi bên sách giáo khoa thì nó cũng vậy thôi. Tiếp theo người ta nói gì đây? Hoạt động nhóm, mỗi nhóm thảo luận nhận biết việc cần làm, nêu được cách thức giải quyết thực hiện theo cách thức đã đề ra, rồi thử lại. Hoạt động tập thể, một nhóm trình bày các việc đã tiến hành của nhóm, các nhóm khác nhận xét bổ sung. Giáo viên, hệ thống đánh giá công việc của mỗi nhóm. À, như vậy thì ngay trên đây đây, cái hình này căn rồi này, rồi chia ra này. Đấy, như vậy cái căn là những cái dụng cụ này. Chia ra, như vậy là cái mảnh 1 là 0,4 kg. Mảnh 2 là 0,6 kg mới nãy tính ở trên đó. Rồi tiếp theo cái phần thảo luận nhận biết việc cần làm, nêu được cách thức giải quyết. Như vậy trước tiên thì chúng ta sẽ chia cái phần lúa mới nãy á, thầy đã tính rồi đấy. Rồi. Thầy đã mới ở trên thầy đã nói rằng là tại vì cái mảnh 2 nó 3 phần, mảnh 1 nó là 1 phần, chúng ta chia ra là được là mảnh 1 là 0,4 kg và mảnh 2 là 0,6. Rồi. Đó là cách giải quyết về chia. Rồi thì bắt đầu chúng ta cân thôi, chúng ta lấy dụng cụ chúng ta cân thôi. Cân về lúa. Rồi thực hiện các cách thức đã đề ra và thử lại. Rồi ngay chỗ này thì bây giờ chúng ta thầy sẽ ghi lại. À, tiến hành là chia. Tiến hành là chia hạt lúa khô. À, ta có tỷ lệ là lúa của mảnh 2 và mảnh 1 là 3 phần 2. Rồi. 3 phần 2 bây giờ rồi chúng ta sẽ tính là tổng số phần. À, tổng số phần rồi là cái chỗ này không đủ rồi. Tổng cái này nó giống như giải một bài toán đó. Tổng số phần là 5 phần. Rồi chúng ta sẽ tính ra là số kg lúa mảnh 1 là rồi ta lấy là 1 ta chia cho 5 rồi ta nhân cho 2 là bằng là 0,4. À. Rồi mảnh 2 là 1 ta chia cho 5 rồi ta nhân cho 3 là bằng 0,6. Rồi các em trình bày trước lớp phần này thì thôi các em tự làm ha. Trình bày. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây, các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.